cầu á, béo. Hello, chào các bạn, đã quay lại với kênh của mình. Mình là Huỳnh Tú Vlog. Thì hôm nay mình có chuẩn bị đây là 1 kg tôm càng xanh. Tôm này là mình bỏ tủ đông, hôm nay mình mới để đông luôn các bạn. À, đã chuẩn bị miếng chấm các bạn. Mình sẽ đổ cho mình ướp nha. Giờ mình sẽ đẩy ớt trong vòng 30 phút nha các bạn. Chống quyền thoại của mình làm. À, nóng quá. Mời các bạn ăn với mình nha. Ớt vừa ăn. Chấm làm sao. Mời các bạn ăn với mình nha. Nếu vừa ăn mà chấm vô đó. Cơm này cũng không được bự lắm. Thằng mình ấy lố tay giờ còn quá trời luôn. Giờ có con gà để nướng cũng ngon. Mời các bạn mình thêm con nha.
đầu á, nhỏ rồi gặp xong. Ngon quá. Giờ mình ăn thêm con đó, mình tắt, mình cho ăn camera mà ăn nha. Ngon quay chảy nước miếng rồi.
có được hai con bạn. Thì nãy giờ clip cũng dài, chắc mình cũng sẽ kết thúc clip từ đây. Nếu các bạn thấy video này hay thì để lại cho mình một lượt đăng ký và một like và subscribe cho nha. Bye.